Hello các bạn và chào mừng anh em quay trở lại với Tech Room, là OnePlus Nord 5G, chiếc máy tiếp thêm mà OnePlus đem về thị trường chính hãng Việt Nam cùng người anh của mình, OnePlus 8 Pro 5G. Nếu mà thị trường quốc tế thì OnePlus tìm cách truyền thông cho sản phẩm này ở cái tên gọi của nó, Nord, nghĩa là phương Bắc, phía Bắc, bắt đầu chim tinh. Cách mà OnePlus quay trở về với bản ngã của mình, một thương hiệu flagship killer thực thụ với những chiếc máy khoảng 400 đô mà mang những tính năng cực kỳ cao cấp. Nhưng mà tổng thể chiếc máy này á, thì nó vẫn là chiếc máy tầm trung cận cao cấp mà thôi, và phải cực kỳ cạnh tranh với những chiếc máy khác ở thị trường chính hãng Việt Nam. Dù đối với riêng mình, OnePlus Nord vẫn là một trong những máy cận cao cấp đáng mua và xuất sắc nhất mà từng trải nghiệm qua, một trong những chiếc máy không phải flagship đáng dùng nhất từ trước tới giờ. Nói về hộp của OnePlus Nord thì OnePlus chắc phải là cái hãng đầu tư về hộp nhất trên cái trái đất này quá. Màu chủ đạo của sản phẩm này là màu xanh cyan. Tên sản phẩm được in khắp nơi. Đằng sau sẽ có tem chính hãng và tiếng Việt đầy đủ. Thông tin về việc có hỗ trợ phiên bản đó là 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Chiếc máy đồng màu với hộp để sang một bên. Bên dưới thì chúng ta sẽ có chắc chắn là phụ kiện rồi. Ốp lưng nhé. Sách hướng dẫn sử dụng và bên này sẽ có nguyên full bộ sticker của OnePlus tặng kèm với sản phẩm này luôn. Nó sticker màu đen không phải là màu đỏ. Sách hướng dẫn sử dụng. Hơi đáng tiếc một chút, nếu mà so với tính địa phương hóa của chiếc OnePlus 8 Pro 5G thì chiếc máy này sách hướng dẫn sử dụng vẫn chưa có tiếng Việt nha. Còn OnePlus 8 Pro 5G có rồi. Bên dưới chúng ta sẽ có cục sạc và cáp sạc của sản phẩm này giống y xì người chiếc máy cao cấp kia. Vẫn là công nghệ quát sạc 30T với công suất tối đa là 30W, sạc đời sản phẩm này trong khoảng 70 phút. Nghe tên gọi có vẻ hơi lạ một chút, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng củ sạc, cáp sạc của công nghệ VOC 4.0 30W và chiếc máy này hỗ trợ tối ưu luôn. Đó là chiếc máy sau khi mình để setup xong và mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng thể trong bài mở hộp lần này. Thật ra là mình đã tháo ra và dùng cái máy này được cả tuần rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ giả vờ như là mình vừa tháo máy ra để chia sẻ những trải nghiệm nhanh thôi. Còn những trải nghiệm sâu hơn thì các bạn chờ bài đánh giá chi tiết dài và cụ thể hơn ha. Chiếc máy của mình đang có màn hình 640 inch, công nghệ màn hình là Fluid AMOLED, tấm nền độ phân giải Full HD Plus, và theo mình đó là một trong những màn hình tốt nhất các bạn có thể tìm được ở phân khúc giá này. Đó là một sản phẩm có màn hình có màu đen sâu, chất lượng màu sắc, chi tiết hình ảnh đều rất là tuyệt vời, kể cả việc nó có viền mỏng và hỗ trợ 90Hz, những thông số cực kỳ cao cấp nữa. Khá nhiều yếu tố trên sản phẩm này khiến cho giới reviewer nước ngoài khi mà trải nghiệm qua tỏ ra bất ngờ. Nhưng mà thật ra có một số cái thì các bạn sẽ dễ dàng tỏ ra quen thuộc nếu mà so với những chiếc máy chính hãng ở thị trường Việt Nam. Những thông số lần lượt của màn hình này các bạn sẽ cảm thấy nó khá gần gũi với một chiếc máy khác từng ra mắt trước đây là Realme 6 Pro. Nhưng mà chất lượng hiển thị của sản phẩm này chắc chắn phải ăn đứt Realme 6 Pro, dễ gấp đôi cơ mà. Thứ hai nữa, trên màn hình này chúng ta sẽ tìm thấy cảm biến vân tay của sản phẩm này, và mình phải nói là nó rất nhanh và nhạy dù là cảm biến quang học mà thôi. Lật sang mặt sau ha, chúng ta sẽ có một màu xanh cyan trông khá là đẹp mắt và ấn tượng, dù không có quá nhiều chuyển đổi màu sắc hay họa tiết trên mặt lưng, khiến cho sản phẩm này trông hơi chìm đối với riêng mình. Mình nghĩ thêm một số họa tiết gì đó để trông sản phẩm này cao cấp sẽ tuyệt vời hơn. Dù sao thì trên mặt lưng này chúng ta cũng phải có 4 camera của máy được đặt theo chiều dọc, trong đó hai cảm biến chính là 48 chấm và 8 MP góc siêu rộng là rất là phù hợp cho những nhu cầu chụp cơ bản. Còn hai cảm biến còn lại mình nghĩ khá phế, một cái dùng để đo chiều sâu, một cái dùng để chụp macro. Hai cái này thì mình không dùng nhiều, bên cạnh là đẹp tắt led. Trừ phần khung nhựa ra thì chất liệu của sản phẩm này cũng cực kỳ là tốt, với hai mặt kính được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass 5, nên cả nó đang chống chịu va đập và chống trời xước của sản phẩm này cũng rất là tốt luôn. Những cái thông số kiểu như kính Gorilla Glass thì các bạn sẽ chỉ tìm được ở những sản phẩm cao cấp thôi, nhưng mà sản phẩm cận cao cấp thì cũng có đầy đủ rồi. Tạm bỏ qua những thông số phần cứng khác, mình sẽ tập trung vào cái điểm chính ở sản phẩm này, biến nó thành một sản phẩm mà trải nghiệm gần như là flagship với một mức giá cận cao cấp. Thứ nhất, máy này có chống nước. Rất hiếm một chiếc máy không phải flagship đến từ Samsung, Apple, Sony trên thị trường có chống nước, nhưng OnePlus Nord có chống nước. Đó là một điểm cộng rất lớn ở một đất nước mà khí hậu nhiệt đới mưa nhiều giống như Việt Nam. Thứ hai, sản phẩm này có 5G. Nếu mà không nói tới những sản phẩm xách tay thì OnePlus Nord chắc là sản phẩm chính hãng có giá thấp nhất sẵn sàng cho 5G ở Việt Nam trong năm sau. Đó là hai điểm đặc biệt nhất để biến sản phẩm này mang lại trải nghiệm tuyệt vời hơn dù nó là một sản phẩm cận cao cấp mà thôi. Ngoài ra thì một điểm cộng khác luôn luôn nằm trên máy của OnePlus và khiến người dùng mang lại trải nghiệm cực kỳ thú vị, tuyệt vời, đẳng cấp, chính là Oxygen OS. Sản phẩm này đã có một phiên bản Oxygen OS mới nhất để mình tải về và cập nhật ngay khi mở máy ra rồi. Và ngoài ra thì phiên bản phần mềm này mang đến chúng ta sự mượt mà, ổn định, kết hợp với tần số quét cao và những yếu tố rất là nhỏ trên màn hình này cũng mang lại trải nghiệm rất là thú vị cho mình. Ví dụ ngay cả trải nghiệm gõ phím, tìm kiếm hay là vuốt chạm.
tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh với một cấu hình tầm trung cận cao cấp mà thôi. Đó, vuốt cực kỳ mượn luôn. Hôm qua Bayern thắng 1-0. Em không có ghét Bayern, em chỉ ghét Bayern vì nó thắng cả Barca và Chelsea thôi. À, ngoài ra những thông số còn lại của sản phẩm này các bạn có thể Google hoặc mình nói luôn ở đây cũng được. OnePlus Snapdragon 765G, con chip chuyên game và hiệu năng rất là ổn. Mình sẽ trải nghiệm test game của sản phẩm này trong thời gian tới cho các bạn xem thử hiệu năng của nó ra sao ha. Dù sao đây cũng lần đầu tiên con chip này xuất hiện trong một sản phẩm chính hãng. 12GB RAM cho các bạn tha hồ đa nhiệm và 256GB bộ nhớ trong để các bạn tha hồ lưu trữ. Chúng ta cũng có viên pin dung lượng khá tốt khoảng 4100mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 30W. Phần mềm mà máy này sử dụng đương nhiên là Android 10 và sẵn sàng để cập nhật lên Android 11 mới nhất ngay trong thời gian sắp tới. Ngoài ra thì sản phẩm này cũng hỗ trợ 2 SIM, cổng sạc USB-C và không còn jack tai nghe 3.5. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ đến anh em trong bài mở hộp trên tin nhanh chiếc OnePlus Nord trong video ngày hôm nay. Nếu mà ở thị trường nước ngoài thì nó là một sản phẩm rất thú vị với giá bán tầm trung nhưng mà mang nhiều tính năng cao cấp. Còn ở thị trường Việt Nam thì nó là một chiếc máy cận cao cấp nhưng mang nhiều tính năng flagship và có thể sẽ là một chiếc máy được rất nhiều người đón nhận trong thời gian tới nếu có mức giá tốt. Hiện tại thì sản phẩm này cùng với OnePlus 8 Pro 5G đang có mặt trên trang chờ của Thế Di Động để ra mắt vào ngày 29 tháng 8 này. Nếu các bạn này cũng trông chờ những thông tin về giá bán hay cụ thể bán hàng của sản phẩm này như thế nào thì đừng quên subscribe Techroom và thường xuyên lên forum Techroom để đọc bài nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.